Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn tiếp tục quay trở lại với series video về chiến lược khuyến mại, thiết kế các chương trình khuyến mại cho các nhà bán lẻ. Và bài học tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ về các cái tuyệt chiêu, các cái chiến lược về khuyến mại đặt theo cái cách đặt tên và giải thích cho các anh chị. Thì trong video này thì tôi sẽ nói về ba cái chương trình khuyến mại mà các anh chị có thể áp dụng được. Tuyệt chiêu số 7 hay là chương trình khuyến mại số 7 đó chính là kỹ thuật đặt giá lẻ. Kỹ thuật đặt giá lẻ thì có lẽ là không có lạ lẫm gì với chúng ta nữa. Chúng ta là những khách hàng đi mua hàng là chúng ta vẫn thường thấy, có đúng không ạ? Và ở trên thế giới thì người ta cũng sử dụng cái này từ rất lâu rồi. Trong một vài năm trở lại đây thì ở Việt Nam cũng áp dụng rất là nhiều. Như thế nào là giá lẻ? Ví dụ như là ở Mỹ họ niêm yết với mức giá là 9.9 đô la hoặc là 14.99 đô la hoặc là 19.99 đô la, có đúng không ạ? Thế còn ở Việt Nam thì chúng ta có thể niêm yết với mức giá là 49k, 69k, 99k, 149k, 199k hay là 299k. Cái cách như vậy thì tôi gọi nó là kỹ thuật đặt giá lẻ. Đây là một cái kỹ thuật nó khá là phổ biến từ lâu đời rồi và trong ngành bán lẻ hiện nay đang áp dụng rất là nhiều. Nếu như mọi người chưa áp dụng thì hãy áp dụng ngay, bởi vì so với cái mức giá mà làm chặn, ví dụ như là 14.99 đô và so với 15 đô thì 14.99 đô vẫn tạo cảm giác rẻ hơn cho khách hàng rất nhiều, hoặc là 199 đô so với 200 đô, có đúng không ạ? Vâng, khách hàng luôn luôn cảm thấy là mình được rẻ hơn. Thì đây cũng là một cái kỹ thuật rất là phổ biến. Và các cái nhà bán lẻ trong cái quá trình định giá các bạn có thể đặt sản phẩm như vậy. Có lẽ là không có gì phải bàn cãi thêm. Như chúng tôi bán về thời trang trẻ em cũng vậy. Chúng tôi cũng thường xuyên đặt giá lẻ như là 699 hay là 499 hay là 549, 539. Đấy là cái cách mà chúng tôi vẫn thường làm. Thì các bạn cũng có thể áp dụng. Và sau đó thì các bạn cộng các cái chương trình khuyến mại vào. Mua một sản phẩm, mua hai sản phẩm, mua ba sản phẩm thì các bạn vẫn sử dụng cái kỹ thuật đặt giá lẻ này trong cái bước giá của mình và không thay đổi các nguyên tắc, có đúng không ạ? Và cái chiến lược khuyến mại thứ 8 đó chính là giảm giá theo thời gian. Giảm giá theo thời gian thì cái ý tưởng của tôi tức là như này ạ. Có thể là chúng ta đưa ra các cái chương trình khuyến mại và chúng ta cũng không thông báo trước cho khách hàng biết là sẽ khuyến mại được bao nhiêu phần trăm và mức giá như thế nào. Và theo thời gian từ ngày này qua tháng khác thì bạn có thể là đưa ra các cái chương trình khuyến mại nó thay đổi, nó có thể tăng hoặc giảm hoặc vừa tăng vừa giảm mà không báo trước. Đó, ví dụ như trong một tuần thì thứ hai bạn có thể giảm giá 20%, thứ ba bạn giảm giá 30%, thứ tư bạn giảm giá 40%, thứ bảy bạn có thể giảm giá 70%. Và cái mấu chốt của vấn đề đấy là bạn không biết là ngày nào thì bạn sẽ giảm giá bao nhiêu phần trăm, không tiết lộ trước kịch bản, có đúng không ạ? Đấy là những cái cách mà các bạn có thể làm cho chương trình khuyến mại của mình theo thời gian. Hoặc là hiện nay thì các cái đơn vị bán hàng hoặc là những cái công ty cung cấp các cái dịch vụ như là đào tạo hay là dịch vụ mua vé, đúng không ạ? Mua vé sự kiện thì người ta thường hay áp dụng cái chiến lược giảm giá theo thời gian, tức là early bird, đúng không ạ? Ví dụ những chú chim đến sớm, early bird, tức là chẳng hạn như là ngày 30 tháng 2 tôi sẽ tổ chức sự kiện và ngày 30 tháng 3 tôi sẽ tổ chức sự kiện, thì từ bây giờ tôi chạy quảng cáo đến ngày 30 tháng 3 thì tôi sẽ đưa ra một cái mức là nếu mà mua vé trước ngày 15 tháng 3 thì bạn sẽ được mua với một mức giá thấp, mua trước ngày 20 tháng 3 thì bạn vẫn được mua một cái mức giá thấp nhưng mà cao hơn cái mức giá trước đó, và mua sát ngày 30 tháng 3 thì bạn sẽ phải mua đắt, đúng không ạ? Thì như vậy người ta gọi là early bird, tức là những chú chim đến sớm. Đây chính là cái phương pháp gọi là chương trình giảm giá theo thời gian. Thời gian càng sát đến cái thời gian tiếp cận thì mình sẽ bán càng đắt để làm sao để khuyến khích khách hàng mua sớm. Mà khi khuyến khích khách hàng mua sớm như vậy thì chúng ta sẽ giảm được rủi ro. Hoặc là trong lĩnh vực về tour du lịch hay là vé máy bay, người ta cũng sử dụng cái phương pháp mà giá rẻ khi mua sớm này cũng rất là nhiều, dựa trên cái nguyên tắc đấy là đảm bảo sự an toàn. Càng mua sớm thì cái mức độ kinh doanh của họ sẽ càng trở nên an toàn, đúng không ạ? Tiếp tục, đấy là cái chiến lược khuyến mại thứ 9, đúng không ạ? Cái chương trình thứ 9 đấy là chúng ta có thể áp dụng là giảm giá khi mua nhiều sản phẩm cùng một lúc. Thì rất là nhiều các cái nhà bán lẻ hoặc là các nhà bán buôn
thì khi bán lẻ một sản phẩm thì họ sẽ không mặn mà với việc giảm giá, hoặc là không giảm giá, hoặc là giảm giá rất là ít cái sản phẩm đó. Thế thì sau đó thì họ sẽ kết hợp cái chương trình đấy là nếu mà mua sản phẩm thứ hai trở lên thì hai sản phẩm nó được giảm giá nhiều, hoặc là cái sản phẩm thứ hai được giảm giá nhiều. Mua 3 sản phẩm thì cái sản phẩm thứ 3 sẽ được giảm giá nhiều, hoặc là cả 3 sản phẩm đấy được giảm giá nhiều, đúng không ạ? Mua 4 sản phẩm thì cái sản phẩm đấy thứ 4 đấy được giảm giá nhiều, và 4 sản phẩm đấy cũng được giảm giá nhiều. Thì tùy cái cách mà các bạn thiết kế chương trình, cái cách nào cũng được, hoặc thậm chí là bạn có thể sử dụng cả hai cách. Nếu mà mua 5 sản phẩm thì có thể 4 sản phẩm trước là được giảm giá, sau đó thì sản phẩm thứ 5 bạn có thể tặng miễn phí luôn, không cần phải trả phí. Đó. Thế thì với cái cách như vậy, đấy chính là tôi gọi nó là giảm giá khi mua nhiều sản phẩm. Thì các cái nhà bán lẻ như là điện máy, thời trang, siêu thị, bán hàng tiêu dùng, đúng không ạ? Thì họ luôn luôn khuyến khích và đưa ra cái chương trình này rất là nhiều. Đó chính là họ bán một lon bia thì giá sẽ khác, mà bán một block 6 lon thì sẽ khác. Đấy là cái cách người ta khuyến khích. Hoặc là mua một block giá sẽ khác, mà mua một thùng thì giá sẽ khác, đúng không ạ? Và mua một thùng giá sẽ khác thì lại mua 3 thùng sẽ giá sẽ khác. Đấy là cái cách mà người ta sẽ giúp khách hàng mua nhiều sản phẩm bằng cái phương pháp là giảm giá khi mua nhiều sản phẩm. Khi tôi đi sang Trung Quốc, tôi đi mua hàng lúc tôi còn trẻ hơn, tôi đánh hàng ở Trung Quốc, thì tôi shopping ở bên Trung Quốc thì vào mua một cái áo thun, họ chỉ giảm giá cho mình có một số rất là nhỏ thôi, khoảng độ 5%, 10%, mình thấy nó đã không đáng kể. Nhưng mà cái sản phẩm thứ hai họ giảm giá 30%, sau mình sẽ động não mình tính là mình mua hai sản phẩm như vậy được giảm giá 40%, chia bình quân ra là được giảm giá 20% mỗi sản phẩm, mình thấy rẻ. Mua sang phát nó lại làm cho phát nữa là gì ạ? Anh mua 3 sản phẩm, cái sản phẩm thứ 3 em giảm anh 50%, mình lại thấy xót ruột quá, lại mua thêm cái màu nữa. Thế vì cộng lại thì mình thấy là gì ạ? Mình được giảm giá lên tới 80% cho 3 sản phẩm. Thực ra nó mới giảm giá có bao nhiêu ạ? Khoảng độ 26-27%, chưa được 30% trong một sản phẩm mà nó bán được 3 sản phẩm. Đấy là cách mà bán rất là tốt. Các bạn nhớ nha, các bạn nên áp dụng những cách thức như vậy trong cái quá trình kinh doanh của mình. Thì cái chiến lược này rất là hữu ích và có thể áp dụng được nhiều trong cái quá trình kinh doanh bán buôn hoặc bán lẻ, và làm các cái chương trình marketing event của mình hay là sale off, được chưa ạ? Ok. Thì tạm thời trong bài học này thì chúng ta đã nói về ba cái chiến lược như vậy, và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.